Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, từ xa xưa ông cha ta đã có câu, cái răng, cái tóc là góc con người. Ý nói rằng, tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại làm nên vẻ đẹp riêng của mỗi người, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta về việc chăm sóc, làm đẹp về bề ngoài. Nhiều quan niệm cho rằng, việc cắt tóc hay làm đẹp không chỉ quyết định đến vẻ đẹp của con người mà nó còn là một phần quan trọng gắn liền với sinh mệnh, vận may của con người. Do đó, họ cho rằng việc làm đẹp cũng cần chọn ngày lành tháng tốt để mang lại nhiều may mắn và điều tốt lành cho chủ nhân. Đồng thời cần tránh những ngày không nên cắt tóc làm đẹp để không rước họa vào thân và xua đuổi những điều xui rủi. Vì vậy, xem ngày làm đẹp tháng 11 năm 2022 nhâm dần để lựa chọn ngày tốt cho việc làm đẹp theo tuổi là rất cần thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ làm đẹp trong tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất làm đẹp trong tháng 11. 3. Tuổi nào dùng được những ngày tốt này để được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác làm đẹp được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ là những ngày xấu kiêng kỵ trong ngày làm đẹp. Thưa quý vị, mỗi ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc làm đẹp trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình những ngày tốt các lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày làm đẹp phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ làm đẹp, sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, kiếp sát, tài sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, ngày kỵ sửa móng tay, móng chân, ngày kỵ cắt tóc. 2. Ngày hợp làm đẹp, giải trừ, trừ thần, trực trừ. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra được ngày tốt nhất làm đẹp trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần, bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, tháng Thiếu có 29 ngày, mùng 1 là ngày Tân Tỵ, 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đồng Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, 22 Nhâm Dần, 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 4. Ngày nguyệt kỵ bao gồm các ngày, mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 5. Ngày trực kiến là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý, 20 Canh Tý. 6. Ngày nguyệt phá là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ, 26 Bính Ngọ. 7. Ngày kiếp sát là những ngày Tỵ, bao gồm các ngày mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ, 25 Ất Tỵ. 8. Ngày tai sát là những ngày Ngọ, bao gồm
mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ, 26 Bính Ngọ. 9. Ngày Nguyệt Sát là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, 27 Đinh Mùi. 10. Ngày Nguyệt Hình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. 11. Ngày Nguyệt Yểm trong tháng 11, ngày Nguyệt Yểm là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý, 20 Canh Tý. 12. Ngày Kỵ sửa móng chân móng tay, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, mùng 6 Bính Tuất, 15 Ất Mùi, 19 Kỷ Hợi, 21 Tân Sửu, 23 Quý Mão. 13. Ngày Kỵ cắt tóc, bao gồm các ngày Đinh, mùng 7 Đinh Hợi, 17 Đinh Dậu, 27 Đinh Mùi, 12 Nhâm Thìn, 15 Ất Mùi. Đó là 13 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc làm đẹp cho được hanh thông, thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét đến các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 14. Ngày giải thần là ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ, 26 Bính Ngọ. Những ngày này trùng với ngày Nguyệt Phá và Tai Sát nên không dùng được. 15. Ngày Trực Trừ là ngày Sửu, bao gồm mùng 9 Kỷ Sửu, 21 Tân Sửu là những ngày tốt, ít hung tinh, ảnh hưởng đến việc làm đẹp. 16. Các ngày còn lại bao gồm ngày Thìn, ngày 12 Nhâm Thìn là ngày tốt nhưng kỵ việc cắt tóc. Ngày 24 Giáp Thìn không có hung tinh ảnh hưởng xấu đến việc làm đẹp. Ngày Thân, mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân, 28 Mậu Thân, tất cả ngày Thân đều đẹp. Ngày Dậu bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu, 29 Kỷ Dậu, các ngày Dậu đều tốt. Ngày Tuất, mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất là những ngày tốt, ít hung tinh nên sử dụng ngày này làm đẹp được. Tuy nhiên ngày mùng 6 kỵ sửa móng tay móng chân. Ngày Hợi, mùng 7 Đinh Hợi trùng với ngày Tam Nương và ngày 19 Kỷ Hợi, các ngày Hợi không có hung tinh ảnh hưởng đến việc làm đẹp nên được sử dụng. Tuy nhiên ngày 19 kỵ sửa móng tay móng chân. Như vậy chúng ta đã dựa vào 16 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt làm đẹp trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc làm đẹp đó là những ngày tốt sau. 1. Ngày mùng 6 Bính Tuất, kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can Tân. Tuy nhiên ngày mùng 6 kỵ sửa móng tay móng chân. 2. Ngày 18 Mậu Tuất, kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can Quý. 3. Ngày mùng 4 Giáp Thân, kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can Kỷ. 4. Ngày 16 Bính Thân, kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can Tân. 5. Ngày 28 Mậu Thân, kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can Quý. 6. Ngày 19 Kỷ Hợi, kỵ những người tuổi Tỵ, hợp những người tuổi Mão, Mùi, Dần và những người có thiên can Giáp. Tuy nhiên ngày 19 kỵ sửa móng tay, móng chân. 7. Ngày 12 Nhâm Thìn, kỵ những người tuổi Tuất, hợp những người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên can Đinh. Tuy nhiên ngày 12 kỵ cắt tóc. 8. Ngày 24 Giáp Thìn, kỵ những người tuổi Tuất, hợp những người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên can Kỷ. 9. Ngày mùng 9 Kỷ Sửu, kỵ những người tuổi Mùi, hợp những người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can Giáp. 10. Ngày 21 Tân Sửu, kỵ những người tuổi Mùi, hợp những người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can Bính. Tuy nhiên, ngày 21 kỵ sửa móng tay, móng chân. Đó là 11 ngày cát lành làm đẹp trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn cho mình được những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện thoại tới số 0989 34 9119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.